Xin chào anh em đã đến với kênh Vinh Thành Audio. Trong video ngày hôm nay em xin chia sẻ một vài thao tác sử dụng và cài đặt đối với dòng âm đi Yamaha RSV471. Với dòng âm đi Yamaha này thì nó sẽ hỗ trợ kết nối HDMI chuẩn là video 3D, chức năng ARC, video là 1080 và hỗ trợ kết nối cổng quang. Anh em có thể nghe nhạc và xem phim từ Smart TV rất là dễ dàng. Ngoài ra nó vẫn sẽ hỗ trợ kết nối là cổng analog để ta có thể nghe nhạc từ đồ đĩa và cũng như là cái cổng kết nối USB để ta có thể nghe nhạc số MP3 nhạc quay trực tiếp từ chiếc âm đi này luôn, rất là tiện dụng nha. Đối với dòng âm đi Yamaha này thì bắt buộc chúng ta phải có điều khiển từ xa thì ta mới có khả năng để cài đặt, và những cái chức năng cần phải cài đặt bên trong là lựa chọn loa lớn, loa nhỏ cũng như là chức năng điều chỉnh equalizer. Đây là chỉnh cắt ngõ vào nha, và chỉnh tone control thì tone này thì ta sẽ tăng giảm để mà thay đổi bass chép, và đây là nút chế độ âm thanh nha. Khi mà ta nhấn vào và ta sẽ tăng giảm thì nó sẽ thay đổi các chế độ âm thanh. Ở phía trên đó là các chức năng cho đài radio nha, thì nó sẽ không bắt được đài ở Việt Nam mình nha, tần số khác. Và để cài đặt thì ta sẽ nhấn vào bên trong cái nút setup này nha. Rồi em sẽ thử các cổng vào trước nha. Cổng thứ nhất đó là cổng USB nha. Đó là cổng USB. Còn cổng HDMI đó là cổng HDMI số 1 nha. Đó là HDMI và cổng AV số 2 là cổng quang nha. Cổng AV số 5, cổng analog. Mơ mỗi trường đêm tóc tối thì còn đôi ta. Chất âm con này rất là hay nha, bởi nó sử dụng cái chip giải mã DAC bên rào nha. Bên rào là một trong những hãng audio để làm giải mã DAC chất lượng cao, đã được anh em audio đánh giá rất là cao về chất âm của cái chip giải mã DAC này nha. Rồi anh em nhấn giùm em nút setup nha, thì lúc này ở trên cái màn hình nó không hiển thị bất kỳ một cái thông tin nào và tất cả nó đều hiển thị ở trên cái màn hình TV khi mà ta kết nối dây HDMI nha anh em. Đây là màn hình thông thường của chiếc âm đi nha. Khi mà ta nhấn setup đây thì nó sẽ hiển thị tất cả những cái thông tin. Anh em nhấn mũi tên nghe, mũi tên trái phải để thay đổi các menu nha. Và một speaker ta nhấn enter. Config thì anh em lựa chọn giùm em là tất cả là lát nha, ta sẽ lựa chọn loại loa lớn nha. Như vậy là nó mới phát huy hết tất cả các phần công suất của chiếc âm đi. Center cũng chọn là lát nha, surround cũng thay đổi vào lựa chọn lát, subwoofer sử dụng use trở ra. Sau khi cài đặt loa xong ta chỉnh trở ra. Và tiếp theo nữa là một level. Tại một level này thì anh em chọn giùm em là tăng volume lên cộng 10 hết nha, tất cả các loa luôn. Thì ở phía bên tay phải của màn hình đó là cái trạng thái của loa nha, và đây là những cái thông tin em đã cài đặt sẵn hết nha để cho nhanh. Rồi subwoofer cũng cài đặt là 10. Rồi ở mục equalizer tự nhiên enter, đem lựa chọn giùm em là graphic equalizer nha. Tại đây thì nó sẽ cho phép chúng ta điều chỉnh riêng biệt từng loa luôn, thì ta nhấn enter và thay đổi các dãy tần thì nó sẽ cho phép chỉnh dãy tần từ 63 Hz, 160, 400, 1 ký, 2 ký rưỡi, 6 ký 3 và 16 ký. Dòng này chỉnh được 16 ký nên chất âm của nó rất là sáng tiếng nha. Và đối với chỉnh loa phòng left và phòng right thì anh em chú ý giùm em, tức là những cái volume này thì anh em chỉnh cân bằng và nhớ cái thông tin, và ta sẽ chỉnh đúng cho loa trái và loa phải nha. Nếu như chúng ta chỉnh lệch thì nó sẽ bị lệch ở loa nha. Ví dụ như là tần số 63 là cộng 6 nè, 160 là cộng 5 và tần số là 1 ký đó là cộng 2 nha, 2 ký rưỡi đó là cộng 4, 6 ký 3 là cộng 5 và 16 ký đó là cộng 6 nha. Rồi tương tự như vậy thì anh em có thể điều chỉnh cho loa center nè, surround. Như hai loa surround thì anh em vào bên trong cài đặt và điều chỉnh lên nha. Rồi exit, return để trở ra. Rồi setup lại nha. Nó sẽ cho phép chúng ta là cài đặt cái ngôn ngữ nè, HDMI nè, function. Đây ở mục là sound.
maximum volume, volume ban đầu. Rồi, trả về. Và để điều chỉnh patchet thì ở trên camera mode nó cũng có chức năng luôn nha anh em. Chức năng là function nha, option. Thì khi mà ta nhấn nút option này thì nó sẽ ra cái menu là tone control. Ta nhấn tone control và mũi tên trái phải để thay đổi patchet nha. Rồi trở ra. Rất là đơn giản sử dụng nha anh em. Đây là mặt trước của máy nha anh em. Phần trên là mặt gương. Cổng kết nối USB. Các nút chuyển nó vào. Một cái vết nhẹ nha. Về kết nối phía sau đi. Cổng kết nối là HDMI out lên TV, chức năng ARC. Cổng HDMI in, cổng quang, cổng analog. Rồi em sẽ test các ngõ ra lo luôn cho anh em. Ta có khi mơ là đời yên ngang liệt. Cổng center, cổng surround. Rồi, tất cả các loa hoạt động ok. Thông số của chiếc đi, điện áp 100V, công suất tiêu thụ điện là 175W nha. Made in Malaysia.